Quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với bản tin FPNC tối ngày 13 tháng 6. Xin mời quý vị cập nhật những thông tin tiếp theo. Với doanh số bán ra hơn 26.000 chiếc, thị trường ô tô tháng 5 vừa qua tiếp tục giữ vững phong độ ổn định ở mức cao và tăng trưởng đến 45% so với tháng 5 năm ngoái. Đây là số liệu vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA mới công bố. Số liệu VAMA cho biết, tháng 5 năm 2016, sản lượng ô tô bán ra toàn thị trường đạt hơn 26.000 chiếc, tăng 1% so với tháng liền trước và tăng đến 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tiêu thụ xe du lịch tăng nhẹ 2%, xe thương mại tăng tích cực hơn với gần 7%, trong khi xe chuyên dụng giảm đến 27% so với hồi tháng 4. Đáng chú ý, nếu tính về xuất xứ thì tiêu thụ xe lắp ráp trong nước giảm, trong khi sản lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra vẫn tăng ở mức hai con số. Tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng ô tô bán ra toàn thị trường trên 111.000 chiếc, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cả 3 loại xe là du lịch, thương mại và chuyên dụng đều tăng trưởng ở mức 2 con số. Về mặt thị phần, tháng qua, Thaco vẫn tiếp tục là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất với sản lượng bán ra hơn 9.900 chiếc. Tiếp theo sau đó là Toyota, Ford, Honda và GM Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa họp bàn với Hiệp hội Lương thực về việc sẽ tổ chức một cuộc thi sáng tác logo để lựa chọn logo phù hợp cho thương hiệu gạo Việt Nam. Đây là một trong những nỗ lực nhằm tiến tới tạo dựng cho thương hiệu gạo Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, hiện các cơ quan liên quan thuộc Bộ đang tiến hành xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia cho nhóm gạo thơm và gạo trắng hạt dài, dự kiến đến cuối năm nay sẽ hoàn chỉnh. Song song đó, Bộ cũng kêu gọi Hiệp hội cùng với Bộ xây dựng logo cho thương hiệu gạo Việt Nam. Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết sẽ chỉ định đơn vị kiểm định cấp logo, xây dựng quy chế sử dụng logo cho doanh nghiệp. Tôi tính bàn với Hiệp hội là thi, tổ chức thi logo Việt Nam, mở rộng đại. Các doanh nghiệp nào muốn thiết kế sao giải thi. Rồi chúng tôi sẽ thành lập một cái hội đồng quốc gia là để chấm điểm. Có các thành viên hội đồng là đảm bảo là đủ các ngành nghề và các nhà khoa học vào đây để chấm coi là cái logo là sao công bố là cái logo. Như vậy thì các bạn thấy là sau khi có tiêu chuẩn quy chuẩn của gạo thơm và gạo trắng hạt dài là vấn đề logo. Sao logo là gì? Là vấn đề đăng ký cái sổ chuyên tịch gạo Việt Nam và có thể đăng ký như một số tổ chức quốc tế. Vấn đề xây dựng thương hiệu quốc gia cho gạo Việt Nam để nâng cao giá trị được đề cập nhiều năm nay, nhưng việc triển khai diễn ra rất chậm. Đến cuối năm ngoái, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới xúc tiến việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng gạo Việt Nam. Thưa quý vị, hoàn tất đàm phán vào năm ngoái và dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2018. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU gọi tắt là EVFTA thường được nhắc đến ở khía cạnh cơ hội mà Việt Nam có được khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường rộng lớn của 28 nước thành viên Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, tương tự như TPP, EVFTA còn giúp mở ra nhiều cánh cửa phát triển cho kinh tế Việt Nam về dài hạn, nhờ vào các ràng buộc về thay đổi môi trường lao động, đầu tư và khả năng được đối xử bình đẳng giữa các thành phần doanh nghiệp. Tất nhiên, cơ hội có biến thành hiện thực hay không là còn tùy thuộc vào cả hai phía, chính phủ lẫn doanh nghiệp. Tháng 12 năm 2015, sau 3 năm rưỡi nỗ lực, Việt Nam và Liên minh châu Âu chính thức đạt được thỏa thuận và kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Trong thông cáo phát đi, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhận xét, sau Singapore, Việt Nam là quốc gia thứ hai trong ASEAN đạt được một FTA có tính tham vọng và toàn diện với EU. Ngay sau đó, nhiều tín hiệu lạc quan và triển vọng mà Hiệp định này mang lại đã được bàn bạc sôi nổi trên các buổi hội thảo lẫn các buổi trao đổi bên lề giữa các doanh nghiệp. Chủ đề chính là Việt Nam có thể xuất khẩu thêm được gì vào thị trường này. Ví dụ như sau 7 năm hiệu lực, thuế nhập khẩu hàng dệt may và da giày vào châu Âu sẽ về không. Với quy tắc xuất xứ thoáng hơn TPP, mặt hàng cá được xóa thuế chỉ sau 3 năm. Đường cũng có cơ hội đi châu Âu với hạn ngạch tối đa 10.000 tấn một năm. Tuy nhiên, EVFTA không chỉ có xuất khẩu mà còn có nhiều điều khoản rất đáng quan tâm và tận dụng. Đó là sự cải thiện về môi trường kinh doanh, lao động và đầu tư. Cụ thể, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, trưởng đoàn đàm phán hiệp định này cho biết, các vấn đề thương mại và lao động, thương mại và môi trường hay doanh nghiệp nhà nước là ba vấn đề mới mà lần đầu tiên Việt Nam đồng ý đàm phán trong một FTA. Trong đó, nhiều kỳ vọng về một môi trường kinh doanh bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế khác được đặt ra. Ông Khánh tiết lộ, sở dĩ vấn đề doanh nghiệp nhà nước được đưa vào hiệp định vì phía EU cũng công nhận sự cần thiết của doanh nghiệp nhà nước trong một số trường hợp. Đồng thời, chính phủ Việt Nam cũng đang muốn có thêm động lực để cải cách khối doanh nghiệp này. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã đưa ra một bộ quy tắc, trong đó yêu cầu tất cả các doanh nghiệp nhà nước đều phải hoạt động theo cơ chế thị trường và minh bạch hóa, công khai hóa các hoạt động của mình để cho người dân có thể giám sát hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.
Còn về phía nhà nước thì phải có sự hành xử vô tư và khách quan đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp. Và đặc biệt là không được sử dụng doanh nghiệp nhà nước như là một công cụ để né tránh, để thực thi các nghĩa vụ khác của hiệp định. Ông Võ Quang Huệ, thành viên ban điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm cho rằng sân chơi bình đẳng chính là động lực tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam tương lai. Để hiện thực hóa nó, chính phủ phải tích cực thay đổi chính sách và kêu gọi doanh nghiệp tham gia vào quá trình này. Chính phủ sẽ cùng làm cho doanh nghiệp hiểu được những cái vấn đề mà trong cái cuộc thay đổi này và kêu gọi các doanh nghiệp cũng như các hiệp hội doanh nghiệp có góp ý kiến để có thể sửa đổi đó vừa làm được hai cái vai trò. Thứ nhất là đáp ứng được các cam kết, nhưng mà thứ hai là tạo ra một cái sân chơi bình đẳng và có một cơ hội phát triển, tận dụng ra cơ hội phát triển để mà để có thể tăng trưởng cái nền kinh tế Việt Nam thông qua cái hiệp định thương mại tự do này. Cùng với môi trường kinh doanh, môi trường lao động cũng có cơ hội chuyển dịch. Trong cuộc gặp gần đây với cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Mauro Pedersuan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thương mại Ủy ban châu Âu, trưởng đoàn đàm phán EVFTA của EU khẳng định, dù không đề cập chi tiết như TPP, nhưng môi trường lao động với đầy đủ các quyền của người lao động như công đoàn tự do là điều hiển nhiên mà họ nhận được, vì cả Việt Nam và EU đều là thành viên của ILO. Tất cả chúng ta đều là thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Trong hiến chương của ILO mà chúng ta ký kết cũng đã có những quy định về công đoàn tự do. Chúng ta vẫn sẽ tuân thủ các quy định của ILO. Riêng với EVFTA, hiệp định này không đề cập chi tiết đến vấn đề đình công hay bãi công của công nhân. Quan điểm của chúng tôi là không khuyến khích, nhưng cũng không ngăn trở cái hoạt động này. Một sự thay đổi khác vốn là chiến lược ngay từ đầu của chính phủ Việt Nam, chính là cải thiện môi trường đầu tư. Theo đó, EVFTA là một thành phần giúp hoàn chỉnh lợi thế đầu tư cho Việt Nam sau khi đã có các FTA với ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và đặc biệt là TPP. Nếu như bạn sản xuất một sản phẩm nào đó tại Việt Nam, thì sản phẩm đó sẽ được tiếp cận gần như toàn bộ các thị trường lớn trên thế giới mà không phải chịu một xu thế nhập khẩu. Và đó là sức hút rất lớn đối với đầu tư nước ngoài, đặc biệt sức hút rất lớn đối với các chuỗi sản xuất trong khu vực cũng như toàn cầu. Nó sẽ kích thích một sự dịch chuyển của các chuỗi sản xuất về Việt Nam. Và nếu như điều đó thực sự xảy ra, thì Việt Nam sẽ đứng trước một cơ hội rất lớn là trở thành một mắt xích trong cái chuỗi sản xuất của khu vực và toàn cầu. Song song với việc ký kết phần thương mại tự do giữa châu Âu, Việt Nam với các hiệp định thương mại khác cũng như là tham gia vào TPP, thì Việt Nam coi như là đã tạo nên một cái cơ hội lớn nhất từ xưa tới giờ mà từ Việt Nam, hàng mà sản xuất tại Việt Nam có thể xuất khẩu đến tất cả những thị trường lớn của toàn thế giới. Do đó cho nên tôi nghĩ rằng đây không những là cơ hội của tất cả các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu ra trên thế giới mà là cơ hội của các doanh nghiệp thế giới đi vào Việt Nam, của các nước khu vực và Việt Nam mà sử dụng hết cái hiệu quả của TPP và các hiệp định như thương mại châu Âu tự do Việt Nam và châu Âu để đưa ra. Trong 20 năm qua, các nhà đầu tư châu Âu đã mang lại trên 23,2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư, 1.730 dự án tại Việt Nam. Dòng đầu tư từ EU sau thời điểm EVFTA có hiệu lực, tức là vào năm 2018, được dự báo sẽ gia tăng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này sẽ đến mức nào? Lẽ dĩ nhiên sẽ còn phụ thuộc vào sự tích cực của chính phủ và các doanh nghiệp trong việc ứng dụng những cơ hội mà các điều khoản khác mang lại, chứ không riêng gì việc xuất hiện thêm được bao nhiêu hàng hóa. Tại thị trường chứng khoán, sắc đỏ nhấn chìm hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch đầu tuần. Áp lực bán leo thang tại các mã vốn hóa lớn đã khiến cho thị trường không có cơ hội đảo chiều tăng điểm. Chỉ số VN Index lao dốc ngay từ thời điểm đầu phiên giao dịch, sắc đỏ nhấn chìm thị trường khi áp lực bán gia tăng trong khi cầu vào khá yếu. Thông tin từ cuối tuần trước về việc quỹ ETF VNM giảm tỷ trọng của nhiều cổ phiếu chủ chốt đã khiến cho tâm lý nhà đầu tư càng trở nên thận trọng cao độ. Hoạt động giao dịch vì thế cũng chỉ ở mức thấp. Bước sang phiên chiều, VN Index tiếp tục diễn biến thiếu tích cực, số mã giảm chiếm áp đảo trên toàn sàn. Các mã vốn hóa lớn đồng loạt giảm mạnh, trong đó nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn duy trì đà trượt dốc trước xu thế đảo chiều giảm của giá dầu thế giới. Áp lực bán trên toàn sàn vẫn còn khá lớn cho đến cuối phiên. Đóng cửa thị trường, VN Index giảm gần 1% xuống còn 623,58 điểm, thanh khoản đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tương đương hơn 127 triệu đơn vị. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HN Index cũng chìm trong sắc đỏ suốt phiên giao dịch. Các cổ phiếu dầu khí đồng loạt lao dốc làm cho thị trường khó có cơ hội đảo chiều. Chỉ một vài mã chủ chốt như VCG, ACB và SHB là góp phần giữ cho chỉ số không bị giảm sâu. Khép phiên, HN Index giảm 0,65% về mốc 84,3 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 55 triệu đơn vị, ứng với trên 640 tỷ đồng.
Minh Vy xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với bản tin FPNC tối nay. Chúng ta sẽ cập nhật những tin tức đáng chú ý tại khu vực châu Á. Trung Quốc và Đức đồng khẳng định không muốn một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bên. Úc tuyên bố sẽ chi ra 1 tỷ đô la Mỹ để cải tạo rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier.